chào các bạn. Tình cờ mình mua cái tờ báo Việt Luận này nè. Thì cái trang đầu tiên á, mình thấy cái này mình đọc cho các bạn nghe nè. Thất nghiệp lâu năm sẽ bị bắt đi làm farm của nước Úc đó các bạn. Thì để mình đọc đi ha. Đọc cho các bạn nghe được. Thủ tướng Scott Morrison cho hay sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn với người thất nghiệp lâu năm. Nếu không có việc gì làm thì phải đi làm farm. Nếu từ chối mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị cắt trợ cấp. Mỗi năm cứ đến ngày mùa là các nông trại thiếu nhân công trầm trọng. Theo hiệp hội của các nhà trồng cây ăn trái tiểu bang Victoria, Food Grower Victoria, thì chỉ riêng năm 2017, các nông trại đã để rụng thối hàng trăm tấn trái cây. Còn theo tổ chức nghiên cứu kinh tế Deloitte, trang 5 các bạn. Deloitte và Liên đoàn Nông gia Toàn quốc, được viết tắt là NFF, National Farmer Federation, thì trong vòng thập niên tới, Úc sẽ thiếu khoảng 100.000 nhân công thu hoạch trên toàn quốc. Nhưng như một nghịch lý, hiện tại ở các thành phố, hàng ngàn người sắp hàng để nộp form lãnh trợ cấp thất nghiệp theo chu kỳ 2 tuần. Trong bài phát biểu vào cuối tuần qua, ông Morrison nhấn mạnh, chúng tôi phải làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng những công việc tại Úc sẽ do người Úc thực hiện. Chính quyền chúng tôi đã nghe các nông gia than thở về những khó khăn trong việc tìm không ra người, đặc biệt là trong các mùa thu hoạch. Theo ông Morrison, thì chính phủ sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt theo luật pháp hiện hành. Theo đó, những người ghi danh theo diện tìm việc job active mà từ chối không chịu đi làm, mà không có lý do chính đáng, họ sẽ bị cắt trợ cấp 4 tuần. Tuy nhiên, ông Morrison cho biết chính phủ cũng sẽ xem xét việc nhập cảnh lao động. Ông nói, khi chúng ta không thể tìm đủ người Úc để đi làm việc, chúng ta không thể cho phép hoa quả thối rụng. Chúng tôi cũng ủng hộ các nông gia và sắp xếp để các nhân công thuộc các đảo quốc Thái Bình Dương và các chương trình di dân giải quyết công việc. Chính phủ hiện đang xem xét việc điều chỉnh các loại visa cho chương trình nhân công thời vụ Seasonal Worker Programming, chương trình nhân công Thái Bình Dương, và làm việc trong ngày nghỉ để giải quyết nạn thiếu hụt nhân công tại các nông trại trong thời điểm mùa màng. Chính phủ cũng kêu gọi các nông gia hãy liên lạc với các dịch vụ thông tin về nhân công thu hoạch toàn quốc National Harvest Labor Information Service. Trong khi đó, thì tỷ phú bao bì Anthony Bragg, hiện là người giàu nhất nước Úc với tài sản lên đến 12,9 tỷ đô la, cho rằng chính phủ có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân công bằng hai biện pháp. Thứ nhất là đầu tư vào robot hái trái cây. Thứ hai là bãi bỏ thuế 15% đánh vào giới du lịch ba lô khi làm việc tại các nông trại. Phát biểu tại đại hội của NFF vào hôm thứ Tư, ông Park cho rằng cần phải đầu tư cho chương trình phát triển người máy có thể hái trái cây và hái rau sẽ giải quyết nạn thiếu hụt nhân công về lâu về dài. Trước mắt, chính phủ cần bãi bỏ thuế thu nhập 15% đánh vào các du khách ba lô. Chính sách thuế này đã làm các du khách nản lòng, không muốn làm việc. Thủ tướng Scott Morrison cho hay sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn với người thất nghiệp lâu năm.
Nếu không có việc gì làm thì phải đi làm farm. Nếu từ chối mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị cắt trợ cấp. Đó, đó là cái tờ báo trang trang nhất của tờ báo Việt Luận mới ra nhất đây các bạn. Ra ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần vừa rồi. Thì đó. Đó là một cái điều mà tờ báo này họ viết đó, là những người ở bên này đó ăn trợ cấp mà thất nghiệp đó, không có việc làm lâu năm đó, thì chính phủ phải bắt đi làm, bắt phải đi làm việc ở trong độ tuổi còn sức lao động đó. Nếu mà tại vì ở bên này họ có, nếu mà thất nghiệp đó thì chính phủ họ họ kêu là đi tìm job cho mình đó, mình phải đi tìm cái job nào đó, tức là họ có một cái job ví dụ như là của họ biết những cái hãng xưởng hay là những công ty họ giới thiệu mình vô, những người thất nghiệp đó đi tới chỗ đó làm việc thì có nhiều job cũng lương rất là thấp các bạn, có mười mấy đô, 14, 15 đô một giờ gì đó. Thì có nhiều người người ta họ làm như vậy, họ thấy họ chán, họ thấy ít tiền gì đó, họ không thích làm, rồi ở nhà ăn thất nghiệp gì đó. Thì chính phủ trong tờ báo này viết, họ viết rõ nè, nếu mà họ tìm job mà job active thì mà không có đồng ý đi làm, họ tìm cho những cái job đó đó mà không chịu đi làm nữa thì họ sẽ cắt cái tiền trợ cấp đó trong 4 tuần. Trên tờ báo Việt Luận thì họ viết đó. Thì đó, cái ngành nông nghiệp ở Úc đây hiện tại là thiếu người trầm trọng trong những cái mùa thu hoạch, như tờ báo này cũng có nói nè. Thì bây giờ chính phủ họ cũng có, một là những người ăn thất nghiệp đó, nếu mà thất nghiệp lâu năm đó các bạn, chứ không phải là đột xuất thất nghiệp đâu. Thất nghiệp lâu năm tức là năm này qua kia năm kia mà không có việc làm đó, thì người ta phải đề nghị mình đi làm, không lẽ là cứ hưởng trợ cấp hoài. Thì bắt đi làm farm. Nếu mà không có tìm ra một cái job cho mình thì phải bắt đi làm farm, còn không đi làm farm thì sẽ cắt 4 tuần. Còn chính phủ họ cũng nói trong tờ báo này luôn là họ cũng xem xét lại vấn đề mà nhập cảnh những người di dân và cái người theo kiểu mà working visa đó, đi qua du lịch rồi đó, làm có đóng thuế đó. Thì đóng thuế theo cái mức thuế là 15% gì đó, nhiều khi trong tờ báo này họ có viết cũng vậy. Những người ở như ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Ấn Độ, thậm chí Việt Nam mình rồi Trung Quốc vân vân, đi qua bên đây theo diện visa, working visa, làm phải đóng thuế mười mấy phần trăm đó. Thì có người người ta họ chán, họ không làm thì họ muốn đi du lịch, đi working visa thì họ giảm đi, họ không muốn đi nữa. Thì đó, trong cái chương trình này mình các bạn cũng hỏi mình là đi qua bên này làm kiếm việc rồi làm hay là làm chui làm đồ, thì mình không có nói nha các bạn. Cái chuyện là chui là cái đó là cái chuyện của các bạn giải quyết đi, mình không có nói được chuyện đó. Nếu mà đi xin được, các bạn đi tới những cái trung tâm dịch vụ tư vấn du lịch đó, du lịch mà working visa, tức là đi du lịch được làm việc, được làm việc đó, hình như là 1 năm, 2 năm gì đó các bạn. Có nhiều bạn qua bên này rồi, cũng đi theo có cái working visa đó, được 2 năm sau đó về, nếu mà mình gia hạn hay là gì đó mình cũng không có rõ. Thì nếu mà các bạn làm được cái thủ tục đó thì các bạn đi qua bên này, thì đi qua bên này lao động thì có đóng thuế cho chính phủ Úc. Thì chính phủ Úc cũng có một cái câu nói cũng rất là rõ ràng, hàng ngày đó buổi sáng mình đi làm á, mình mở radio lên thì họ nói là cho dù tất cả các công ty, thậm chí các những cái công ty lớn đó đến nước Úc làm việc thì phải đóng tiền thuế cho nước Úc. Thì vấn đề mà kiểu gian lận thương mại hay là trốn thuế rồi đó thì cũng chính phủ Úc họ làm rất là sát sao. Cho nên mình không có nói cái chuyện mà các bạn đi làm không, thì các bạn hãy nghiên cứu tới những cái trung tâm dịch vụ tư vấn lao động ở Úc rồi đó. Thì chúng ta hỏi giờ la tin tức, hỏi thử có được chúng ta có nằm trong những cái diện rồi đó không, có đi được trong cái diện working visa đi qua bên này làm việc, có đó, được phép làm việc đó các bạn. Đi du lịch mà được phép đi làm, có đóng thuế đó, thì chúng ta sẽ đi làm. Nhưng là khi trong một năm đó chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm bao lâu rồi đóng thuế bao nhiêu, rồi chúng ta về thì chúng ta mới báo cho chính phủ, họ mới biết là mình đi qua bên này mình đi làm thì mình có đóng thuế, thì họ xét thấy mình là người tốt, họ khuyến khích mình, lần sau mình xin visa nữa họ welcome, họ thằng đứa này, thằng A con B này tốt, ok cho nó đi qua lại.
Còn các bạn đi qua 2 năm mà bạn không, nói như các bạn làm chui, làm lậu, làm không khai thuế đó, thì lần sau các bạn xin visa thì họ nói thì trong vòng 2 năm đó các bạn qua bên này bạn không làm, bạn chỉ đi chơi thôi đúng không, mất 2 năm mà không làm được cái gì hết, rồi không có đóng thuế gì cho chính phủ Úc hết, thì cái hồ sơ của mình nó sẽ xấu đó. Gì đó các bạn nôm na các bạn hiểu vậy thôi à. Mình đọc cái tờ báo này mình thấy hay hay thì mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn đó. Thất nghiệp lâu năm sẽ bị bắt đi làm farm trên tờ báo Việt Luận nha các bạn, trang đầu tiên luôn đó. Tờ báo này nhiều tin lắm á, tờ báo này mình thấy tờ báo này có nhiều tin rất là hay các bạn. Ok, một chút chia sẻ với tất cả các bạn. Hy vọng là tin đây là mấy bạn mà quan tâm chút xíu thì đi tới, các bạn muốn gì đó cứ cần đi tới những cái trung tâm dịch vụ mà họ làm việc về visa đó, họ sẽ hướng dẫn cho các bạn, chứ mình không có biết cái thứ đó đâu. Ok, chia sẻ với tất cả các bạn chút xíu vậy thôi ha. Bye các bạn.